Đang suy nghĩ gì vậy? Anh đang suy nghĩ về nước Mỹ. Gì? Giờ đây đi suy nghĩ về nước Mỹ? Đúng vậy. Đôi lúc anh nói mà anh còn không biết mình nói cái gì nữa mà. Ngôn ngữ Việt Nam quá phong phú. Đâu giờ anh suy nghĩ gì? Anh nói em nghe coi. Anh đang suy nghĩ gì? Người chết. Cái gì? Giờ đây suy nghĩ về người chết? Mà Đúng ai rồi. chết? Không ai chết cả. Sau khi chết, linh hồn người ta người bay lên, người thì bay Khoan xuống. khoan khoan Hả? khoan Hỏi vụ khác đi. giờ Như vậy thì sau khi chết, xác người ta sẽ làm gì? tẩm liệm Không. tẩm liệm tẩm liệm Tẩm. Em cũng không biết luôn. Vậy bây giờ hỏi ai đây? Em không biết luôn. Các bạn thân mến, theo các bạn thì nên dùng chữ tẫn liệm hay tẩm liệm? Thứ nhất, nghĩa của từ tẫn. Tẫn là chữ Hán, có nghĩa danh từ là linh cữu, liệm rồi mà chưa chôn. Còn có nghĩa động từ là đặt áo quan rồi đưa thi thể vào liệm. Còn nghĩa của từ tẩm. Tẩm là chữ Hán, có nghĩa là ngâm, làm cho một chất lỏng ngấm vào. Như thế, chữ tẩm hoàn toàn không có nghĩa là liệm xác chết. Khi người ta ướp xác thì gọi là tẩm xác. Còn khi phong gói tử thi mà cho vào hòm thì nói là tẫn liệm, tương đương với từ nhập quan. Vì vậy, ta nên dùng từ tẫn liệm thay cho từ tẩm liệm. Thí dụ, nghi thức tẫn liệm cha Du Xe Nguyễn Đăng Hanh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu từ tẫn liệm hay tẩm liệm. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ chẩn đoán hay chuẩn đoán. Mến chào tạm biệt các bạn.